gà nấu cà ri nè, gà nấu cà ri xanh nè. Ở đây là em biết cái đá bên dưới không, để cho nó giữ nhiệt á. Nấm nè. Đây lấy đầu cá hồi chiên nước mắm vô nha. Lại vô. Đúng là cà ri đỏ hải sản. Gà tìm thuốc bắc luôn. Trời ơi. Có cái tên. Có ăn quẩy không? Nó quẩy. Thật ra vị nhưng mà mình thích ăn với hành tây rồi. Chè. Cái này để sau đi. Món gì ta? Tiếu xào. Ừ, có cả hải sản. Hồi nãy thì mình có đi camera một vòng xung quanh Hoàng Yến Buffet thì nghe nói là mình đang ăn ở Hoàng Yến Buffet Vincom Đồng Khởi. Bên Sài Gòn Center nó sẽ lớn hơn, nhiều hơn, và nghe nói là phí nó sẽ mắc hơn. Thì ở đây mình thấy khá là nhiều món. Ví dụ như bò lúc lắc là món mình siêu thích, cho nên mình thấy rất là nhiều, mặc dù chỉ có một mình ăn. Rồi đây là cỏ thái siêu ngon luôn, cỏ ngạc thái này nè. Rồi, đây là cá chân xù nè, cá chân chiên nè. Đây là đồ chua mình đang cho đỡ ngán nè, thịt ba chỉ nè, thái mỏng dễ ăn. Tôm sú nướng nè, trứng cút. Hello, hộp vịt sò me. Rồi, nhiều lắm, cũng là bò luôn nè, nên là mình lấy hơi nhiều ở lỗ tay. Rồi, đây là xô mít. Xô mít này bình thường mà mọi người mua một hộp 6 miếng là đã 100 mấy rồi đó. Xô mít này nè. Rồi cá chiên nước mắm nè. Rồi tôm gỏi thái nè. Cái này chiên nước mắm nè. Trứng nè. Trứng sốt nè. Rồi cái này là chả. Chả nem. Rất là nhiều. Nói chung mà còn nhiều món lắm. Mình chưa có. Ngoài ra thì ở đây còn có quầy phở nè, bún nè, hủ tiếu nè. Rồi mọi người ăn có thể có người làm trực tiếp và nóng ngay lúc đó luôn. Và có cả tôm hùm. Nhưng mà tôm hùm thì một vé là 130 mấy. Cái này 130 mấy á. Mình đang ăn ở đây là được giảm 20% và còn 93.000 một người. Vậy là tổng cái bé này có được khoảng chắc cũng phải gần 400 tiền thuế. Chắc không phải là gần 400 nghìn tiền thuế mỗi người. Buffet sang chảnh để chế thức ăn cà chua, cà muối.